Park Hyun, Iso, nữ gót Chan Yeon, Chen sẽ nhập ngũ vào tháng tới. Trong khi các fan hâm mộ đang đếm ngược từng ngày để chờ Park Hyun tái xuất làng nhạc, thì mới đây, anh chàng khiến nhiều người thực sự bất ngờ khi tiết lộ về kế hoạch nhập ngũ. Như vậy, sau Chan Yeon, Park Hyun sẽ là thành viên tiếp theo tạm dừng các hoạt động để tập trung phục vụ trong quân ngũ. Cụ thể mới đây, trong buổi trò chuyện trực tiếp cùng các fan hâm mộ, Park Hyun đã lần đầu chia sẻ về kế hoạch nhập ngũ của mình. Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa, album Bambi của anh sẽ chính thức phát hành, nhưng bởi thời gian cho việc nhập ngũ quá gấp rút nên việc quảng bá của Park Hyun sẽ bị rút ngắn lại. Thậm chí, nhiều khả năng anh sẽ không kịp biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc. Park Hyun cho biết, điều đó không thể tránh khỏi, anh muốn nói với mấy đứa về chuyện này. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc liệu mình có nên mở lời vào đầu tháng 3 hay nên nói sau. Cuối tháng 3 là ngày cuối cùng mà anh có thể rút lui việc nhập ngũ của mình. Đó là lý do tại sao không có bất cứ kế hoạch nào được lên lịch vào tháng 4. Park Hyun tiếp tục, anh không chắc liệu có đúng hay không khi mong tất cả đợi anh khi chưa có gì chuẩn bị cả. Anh nói rằng mình sẽ đền đáp lại tất cả những tình yêu thương đã nhận được. Anh không muốn gây xôn xao trước tin tức này. Vì vậy, anh tập trung làm việc chăm chỉ cho album solo mới và kết hợp ý kiến của mình từ quá trình lập kế hoạch đến quay video âm nhạc để có thể cho mọi người thấy cái mà anh muốn thể hiện. Ngôi sao người tình ánh trăng nói thêm, ngay cả khi anh không ở đây, bọn anh đã quay trước rất nhiều nội dung sẽ được phát hành trên YouTube và ở những kênh khác. Có thể mọi người sẽ thất vọng vì anh thông báo quá muộn, nhưng có chú ý. Anh không muốn làm cho mấy đứa cảm thấy như mình phải chuẩn bị trước, không giống như chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi. Anh muốn điều này giống như anh sẽ quay lại ngay. Đây thực sự là một niềm tiếc nuối lớn đối với cả Park Hyun và các fan hâm mộ khi ngày 30 tháng 3 tới, anh chàng sẽ chính thức trở lại chảo lửa K-pop. Bởi vậy, trong buổi trò chuyện trực tiếp của mình, Park Hyun cũng không quên gửi tới các fan hâm mộ những lời an ủi. Theo đó, anh chàng đã chuẩn bị sẵn một số điều bất ngờ trên YouTube để các fan hâm mộ không cảm thấy quá trống vắng trong khoảng thời gian mình vắng mặt. Không những vậy, Park Hyun còn khiến nhiều người cảm động khi hứa rằng khi trở lại sẽ tổ chức một concert để mọi người có thể quây quần và thưởng thức âm nhạc. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về lịch trình nhập ngũ của Park Hyun, nhưng như anh chàng chia sẻ, mình chỉ đi một chút rồi về thôi. Các fan hâm mộ sẽ tiếp tục chờ đợi và ủng hộ các hoạt động sắp tới của anh. Một trong những nghĩa vụ của nam giới nói chung và các chàng idol tại Hàn Quốc nói riêng chính là tham gia quân sự. Đây được xem là vinh dự và cũng là trách nhiệm của đàn ông tại đất nước này. Chính vì vậy, những ai làm fan của các nam thần tượng K-pop thì sẽ phải làm quen với việc idol nhà mình sẽ vắng bóng 2 năm trên sân khấu. Trưởng nhóm của ISO, Suho cũng đã tổng quân vào năm 2020, bên cạnh đó còn có Jaehyun, Chen. Năm 2020 là một năm vắng bóng đi rất nhiều gương mặt soái ca của K-pop khi cả anh và BTS cũng đã nhập ngũ vào năm nay. Trước đó, fan từng đưa ra hai phương án dự đoán Big Hit sẽ quyết định số phận của BTS. Một là tất cả cùng đi rồi trở về để đảm bảo đội hình. Hai là những người ở lại sẽ lập thành nhóm nhỏ hoạt động. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất cứ thông tin gì từ Big Hit và nếu không có gì thay đổi, thì 2 năm nữa fan mới được nhìn thấy trai đẹp toàn cầu của BTS trở lại sân khấu.